Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu về chiếc xe tải Thaco TF 2008 thùng mũi bạc mở 5 bẩn và báo giá hiện tại. Xe Thaco Rontier TF 2008 này thiết kế trên giấy tờ là 1 tấn 990 kg để đi vô những cái cung đường mà cấm xe tải 2 tấn thì chiếc TF 2008 này đi vào được. Xe Thaco Rontier TF 2008 này sử dụng động cơ là máy dầu công nghệ Đức với dung tích xi lanh là 1.91cc và công suất cực đại là 116 PS ở vòng tua máy là 3600. Đặc biệt là mô men xoắn cực đại lên tới là 285 Nm ở giải tua máy từ 1600 đến 2600, rất là mạnh nên khả năng mà tăng tốc đề ba lên dốc rất là tốt. Cùng với đó là cái hộp số van ly ăn 5 số tiến 1 số lùi và cái vỏ hộp số là tạo từ cái hộp kim nhôm nên rất là nhẹ, tản nhiệt rất là tốt. Và cơ cấu gài số có đối trọng nên giúp mà sang số rất là nhẹ nhàng. Còn cái ly hộp là đĩa đơn, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực xuyên không nên rất là nhẹ. Vỏ ly hộp thì chế tạo từ cái hộp kim nhôm có trọng lượng nhẹ, bền bỉ và tản nhiệt rất là tốt. Xe tải Thaco Rontier TF này được thiết kế ra để cho những khách hàng mà tài chính không được cao lắm thì chiếc này rất là phù hợp. Về cái thùng hàng chiếc TF 2008 này bằng cái chiếc Kia K250 với cái chiều dài thùng dài là 3,5 m và rộng là 1,67 m và chiều cao là 1,72 m, mở 5 bẩn nên rất là thuận tiện trong việc bốc dỡ hàng hóa. Phía trước đầu xe thì có cái logo Thaco được mạ cà rơm, nhìn cực kỳ sang trọng. Đèn lái trước của xe là sử dụng đèn halogen nên cường độ chiếu sáng rất là cao, đặc biệt là tích hợp thêm cái dải đèn led ngay ở phía dưới và hai cái đèn cản. Cái cụm gương chiếu hậu khá là to nên cái tầm quan sát ở phía sau hạn chế tối đa các điểm mù cho anh em tài xế rất là tốt. Cái gương trên rất là to, gương dưới là gương lồi. Bên hông cửa thì có tem TF 2008. Về lớp xe thì xe này đặc biệt cái là bánh trước và bánh sau đều sử dụng chung một lớp nên việc thay thế trong lớp xe rất là thuận tiện. Xe thì sử dụng lớp mắc xích với thông số kỹ thuật là 185R15C, 6 tắc kê rất là chắc chắn. Phía sau thì bánh đôi và thông số kỹ thuật cũng như lớp trước. Lớp mắc xích thì chịu tải rất là tốt và độ bền rất là cao. Xe thì sử dụng là trước là phanh đĩa và sau là tang trống. Đặc biệt cái con TF 2008 này có sử dụng công nghệ phanh ABS chống trượt nên phanh cực kỳ hiệu quả và an toàn. Đây là hệ thống treo trước của xe, sử dụng mỗi bên là 3 lá nhíp kết hợp với giảm chấn thủy lực, rất là êm ái chắc chắn. Đây là hệ thống treo sau của xe, sử dụng là nhíp 2 tầng 6 lá kết hợp với giảm chấn thủy lực rất là chắc chắn. Đầu xe rất là to nên chịu tải chở quá tải rất là tốt. Dưới đây treo một bánh sụp cua và cái thùng đồ nghề. Đây, nhíp 2 tầng của xe. Xe sử dụng bình nhiên liệu là bằng nhôm với thể tích là 55 lít dầu. Thùng này mở 5 bẩn và kết cấu là sàn phẳng chắn sóng nên rất là cứng và vách bẩn thì một vách thôi. Về khách hàng ốp thêm vách trong hoặc là vách trên. Còn đây là đà ngang của thùng, sử dụng đà Omega nên rất là êm và sử dụng rất là nhiều nên rất là chắc chắn cái thùng xe. Giờ ta xem nội thất bên trong của chiếc TF 2008. Xe TF 2008 này cái đầu thiết kế là hai người ngồi nên những khách hàng nào mà cần ba chỗ thì nó hao bất tiện tí, còn nếu như mà với số lượng hai người ngồi thì rất là thoải mái. Trên giấy tờ chỉ thiết kế hai chỗ. Lót sàn thì sẵn theo xe. Đây là công tắc đèn led ngay. Đây là chỉnh độ cao của đèn chiếu xa. Đây là wheel trong khoang lái chiếc TF 2008 cũng nhìn rất ok. Tay lái thì trợ lực điện, tay lái thì trợ lực dầu nên rất là nhẹ nhàng, đánh lái rất nhẹ.
Còn trên cái hệ thống táp lô thì bố trí cái máy nghe nhạc bằng cổng USB, đài radio. Dưới đây thì có cái máy lạnh. Máy lạnh này được thiết kế hai chiều, nóng lạnh. Dưới đây thì có cái mồi thuốc 12V và cái giắc điện 12V 120A để sạc điện thoại. Ở đây có cái hộc chứa đựng. Ở đây cũng có một cái hộc chứa đựng phanh tay. Còn số là 5 tiếng một lùi. Vô số rất là nhẹ nhàng. Kính cửa thì được nâng hạ bằng điện. Hai cái tấm chi nắng rất là to, bên tài và bên phụ. Cái đèn trong con cabin xe, một kính chiếu hậu. Táp bi, táp lô xe cũng nhìn cũng khá bài bản. Đồng hồ thì hai cái đồng hồ cơ và cái màn hình điện tử ở chính giữa và các đèn điện tử thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật và chức năng cơ bản cho anh em tài xế kiểm tra và quan sát. Đặc biệt cái chìa khóa xe này là bằng smart key, đóng và mở cửa từ xa như xe con, rất là thuận tiện. Toàn bộ cabin, thùng và chassis xích của xe, taxi của xe là được nhúng sơn tĩnh điện ED nên cái nước sơn rất là bền, tránh rỉ sét theo thời gian. Đặc biệt cái cabin TF28 này được sơn theo công nghệ Metalit, công nghệ xe du lịch Metalit nên nước sơn rất là bóng và đẹp. Xe TF28 này thì được bảo hành là 3 năm hoặc là 100.000 km. Và ở mốc 1.000 cây đầu tiên thì được bên hãng được khuyến mãi là lượt nhất, công thay nhất và tiền nhất. Và cuối cùng là giá lăn bánh. Giá lăn bánh chiếc TF28 thùng bơ bạc, tải 1 tấn 9. Thùng dài 3,5m này là 369 triệu. Và nếu như mua trả góp qua ngân hàng thì đưa trước tối thiểu là 20-30%. Và nếu như đưa trước 20% cộng với bảo hiểm toàn xe thì tương đương số tiền là 90 triệu là sở hữu được chiếc TF28 này. Rất là ngon. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.